Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Nhà máy alumin Nhân Cơ cho ra sản phẩm Hirat đầu tiên. Lạng Sơn bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin. Khoảng 2.500 phụ nữ tử vong mỗi năm do ung thư cổ tử cung. Vị ngày 10 tháng 11, công ty nhôm Đắk Nông TKV thuộc tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức lễ chào mừng sự kiện sản xuất thành công tấn Hirat đầu tiên của dự án nhà máy alumin Nhân Cơ. Hirat là sản phẩm được tạo ra sau quá trình kết tinh và cô đặc oxit nhôm. Hirat sau đó được nung thành sản phẩm alumina, bình quân khoảng 1,7 tấn Hirat sẽ sản xuất ra 1 tấn alumina. Hiện công ty nhôm Đắk Nông TKV đang tổ chức phân tích các nguyên tố chính của Hirat. Nếu đảm bảo tiêu chuẩn thì bán ra thị trường. Sau khi hoàn thiện nhà máy, công ty sẽ dùng để sản xuất ra alumina. Hiện nay giá bán của Hirat khoảng 200 đô la Mỹ trên 1 tấn. Dự kiến đến cuối năm 2016, công ty sẽ sản xuất được alumina. Thì trong kế hoạch chúng tôi hiện nay cũng đã dự kiến là đến ngày 10 tháng 12 cũng sẽ là ra sản phẩm cuối cùng. Và các kế hoạch hiện nay đang được thực hiện đúng theo hiện nay đang được kiểm soát và đúng theo kế hoạch chúng tôi đã đề ra. Dự án nhà máy alumina Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp có công suất 650.000 tấn một năm, tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2010 và thời điểm để tính tiến độ thi công là từ tháng 10 2010. Nhà máy có hai sản phẩm chính là Hirat và alumina. Sau một thời gian thử nghiệm, Trung tâm Đấu tranh Sinh học thuộc Viện Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nghiên cứu thành công việc sản xuất đông trùng hạ thảo trên Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tam Đảo được ví như nơi hội tụ của đất trời có khí hậu rất phù hợp để nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Đây là một loại dược liệu quý hiếm dùng để điều trị nhiều bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Việc sản xuất thành công đông trùng hạ thảo sẽ mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển cây dược liệu. Cầu Chư Pom trên tỉnh lộ 9 nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Krông Bông, Đắk Lắk với quốc lộ 26 đang bị sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân xung quanh khu vực này. Cầu Chư Pom thuộc tỉnh lộ 9 là tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn huyện Krông Bông, không chỉ là tuyến đường chính trong vận chuyển trao đổi hàng hóa nông sản ra quốc lộ 26, đây còn là con đường duy nhất để người dân nhiều xã đến bệnh viện đa khoa Krông Bông. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ vừa qua, trụ giữa của cầu đã bị sụt lún hơn 1 mét. Để đảm bảo an toàn, địa phương buộc phải cấm người dân lưu thông qua cầu Chư Pom, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân địa bàn. Theo hạt quản lý đường bộ huyện Krông Bông, từ ngày 8 tháng 11, đơn vị thi công cắt bỏ phần mặt cầu bị sụt lún, nâng trụ giữa của cầu và bắt dầm thép qua mặt cầu, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, việc bắt dầm thép qua cầu chỉ là giải pháp tạm thời và không đảm bảo an toàn về lâu dài. Hiện lãnh đạo địa phương cũng chưa có kế hoạch cụ thể để khắc phục triệt để sự cố sụt lún cầu Chư Pom, khai thông tuyến giao thông huyết mạch. Từ tháng 11 này, xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm lưu động đã được bố trí tại các khu chợ hoặc nhà hàng tại Hà Nội. Vậy, chiếc xe này có gì đặc biệt và vận hành như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra vào một quán phở, lấy mẫu bánh phở, thịt bò, rau thơm để xét nghiệm tại phố Hoàng Minh Giám, Hà Nội. Tùy độ phức tạp, nhưng thông thường, các chỉ tiêu đơn giản như hàng the, phóc môn chỉ sau khoảng 30 phút là cho kết quả. Còn các chỉ tiêu như dư lượng kháng sinh, hóa chất bảo vệ thực vật thì phải đợi hàng giờ đồng hồ. Đã và đang tiến hành kiểm tra một số lĩnh vực có liên quan đến góc độ an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ đông cho nhiều người, một số quán ăn lớn, một số siêu thị trung tâm thương mại có sức mua lớn của người tiêu dùng. Vì mới tiếp nhận và sử dụng nên hiệu quả của những chiếc xe chuyên dụng phải cần thêm thời gian mới có thể đánh giá được. Tuy nhiên, một điều có thể thấy, chiếc xe xuất hiện chính là sự răn đe thiết thực nhất đối với những hành vi gian dối của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sáng ngày 11 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ trao học bổng nâng bước thủ khoa cho 51 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào các trường đại học khu vực phía Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã chọn ra 51 sinh viên đủ điều kiện để trao học bổng nâng bước thủ khoa bởi thành tích học tập xuất sắc. Nhiều sinh viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và cả quốc tế, nhưng các bạn đều có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bạn sinh viên nhận được 7 triệu đồng tiền mặt, gói học bổng tiếng Anh của Anh Văn Hội Việt Mỹ trị giá 22,5 triệu đồng, với tổng giá trị học bổng là 1,6 tỷ đồng. Khác biệt so với các học bổng khác, học bổng nâng bước thủ khoa không chỉ trao lần đầu cho các bạn sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng, mà tiếp tục xét trao, kéo dài trong suốt khóa học của sinh viên thủ khoa đầu vào, với điều kiện các sinh viên đó duy trì thành tích tốt trong học tập, đóng góp tích cực cho các hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên. Hôm nay, ngày 11 tháng 11, Tàu Thanh niên Đông Nam Á Nhật Bản lần thứ 43 đã cập cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho chuỗi hoạt động tại Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11. Đây là lần thứ 15 thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp Tàu Thanh niên Đông Nam Á Nhật Bản.
Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản lần thứ 43 năm 2016 có sự tham gia của 329 đại biểu thanh niên gồm 10 nước ASEAN và Nhật Bản. Trong thời gian ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11, đại biểu thanh niên các nước sẽ tham dự nhiều hoạt động như thảo luận với đoàn viên thanh niên thành phố về các chủ đề doanh nghiệp trẻ, trao đổi văn hóa, giáo dục về sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, giảm thiểu thảm họa thiên nhiên, hợp tác ASEAN-Nhật Bản. Cùng các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt là hoạt động ở nhà dân homestay sẽ diễn ra tại 14 quận. Tàu Thanh niên Đông Nam Á Nhật Bản là một chương trình hợp tác giữa chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và chính phủ Nhật Bản với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản. Tiếp theo sẽ là các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 11, một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy, xe ô tô và xe tải đã khiến một thanh niên nguy kịch tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn An chạy xe ô tô biển số 47A16222, dừng đèn đỏ tại vòng xoay cây số 3, thì xe máy biển số 48D20496 do một thanh niên điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông cùng chiều phía sau với tốc độ cao, lấn sang làn đường xe ô tô thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe ô tô. Cú tông mạnh khiến thanh niên ngã xuống đường bất tỉnh. Cùng lúc này, xe tải biển số 61H4688 do tài xế Cao Minh Quyền điều khiển chạy cùng chiều cuốn xe máy vào cản bên hông trái rồi dừng lại. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Sau khi cây cầu gỗ bắc qua con sông Cái Nha Trang Khánh Hòa bị lũ cuốn trôi, những ngày qua, hàng trăm em học sinh phải chui qua hầm tàu lửa rất nguy hiểm để đến được cây cầu đường sắt bắc qua sông. Trong đợt mưa lũ vừa qua, cây cầu gỗ Phú Kiển bắc qua con sông Cái Nha Trang bị lũ cuốn trôi, gây gián đoạn việc đi lại của người dân học sinh. Để đến trường nằm bên kia sông, các em buộc phải chui qua hầm tàu lửa trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Cảnh hàng trăm em học sinh hàng ngày phải tranh thủ khoảng trống giữa các chuyến tàu để đi chui qua hầm tàu lửa khiến ai cũng phải thót tim. Mong rằng cầu mới sớm xây dựng để không còn cảnh bị chia cắt trong các mùa mưa lũ hàng năm. Thưa quý vị, một đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ. Qua công tác trinh sát nắm được thông tin về khoảng thời gian đối tượng trong đường dây là Triệu Đức Thắng, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, sẽ thực hiện việc trao đổi mua bán ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, tiến hành công tác trinh sát nắm tình hình hoạt động của đối tượng. Đến sáng ngày 9 tháng 11, đối tượng Triệu Đức Thắng đã bị bắt giữ cùng tang vật là 2 bánh heroin, 5 triệu đồng tiền Việt Nam và 200 nhân dân tệ. Qua điều tra mở rộng, ngày 10 tháng 11, lực lượng Công an đã bắt thêm một đối tượng liên quan. Ngày 11 tháng 11, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết đang tạm giữ 100.000 lọ thuốc tân dược, 1.000 ký quần áo may sẵn, 2 máy ép thuốc không hóa đơn chứng từ. Trước đó vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 1 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 1A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Cái Bè phát hiện xe mang biển kiểm soát 67L4278 do tài xế Nguyễn Văn Trúc Em, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển vận chuyển các tang vật nêu trên. Hiện đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Cái Bè đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên. Trưa ngày 11 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hùng Dương, 22 tuổi, về hành vi dùng mạng Internet chiếm đoạt tài sản. Được biết, khi xong cấp 3, Nguyễn Hùng Dương, ngụ tỉnh Quảng Trị, vào Đà Nẵng học nghề nấu ăn, công nghệ thông tin. Trong thời gian nghiện game online, Dương mày mò tự học làm hacker. Dương chuyên nhắm vào những người dùng Facebook là Việt Kiều đang ở nước ngoài, gửi cho họ đường link chứa mã độc ngụy trang dưới các nội dung hấp dẫn như trúng thưởng, khiêu dâm để dụ họ nhấp vào. Lúc này, link chứa mã độc yêu cầu người xem dùng server và mật khẩu Facebook để đăng nhập và bị Dương chiếm tài khoản. Sau đó, Dương chọn trong danh sách bạn bè những người dùng Facebook đang ở Việt Nam, cách nói chuyện rồi đóng giả chính nạn nhân để lừa nạp cạc điện thoại. Theo điều tra, Dương đã hack hơn 100 tài khoản Facebook của các Việt Kiều đang ở nước ngoài, lừa hơn 100 người dùng Facebook ở Việt Nam, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 năm. Chiều ngày 10 tháng 11, Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Sĩ Diện 10 năm tù, Nguyễn Văn Hoàng Duy 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Quang 7 năm tù cùng tội mua bán trái phép ma túy. Tháng 9 năm 2015, thông qua mạng xã hội, Diện mua ma túy dạng cỏ Mỹ của Tuấn, ngụ Hà Nội để bán kiếm lời. Tháng 1 năm 2016, Diện học nghề pha chế cỏ Mỹ, thuê già để mở rộng sản xuất và thuê Duy và Quang để che giấu hành vi mua bán ma túy. Bộ ba này thâu tóm thị trường cỏ Mỹ miền Trung. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã làm rõ Diện bán cho 14 đối tượng qua tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch là 666,75 triệu đồng. Theo Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 6.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới ung thư cổ tử cung. Không ít chị em phụ nữ đã rất hoang mang lo lắng bởi căn bệnh này, ghi nhận của phóng viên tại thành phố Cần Thơ.
ung thư cổ tử cung CTC là bệnh lý ác tính thường gặp ở độ tuổi từ 30 trở đi. Ở Việt Nam, ung thư cổ tử cung là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư và là loại ung thư phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, chỉ xếp sau ung thư vú. Tỷ lệ mắc mới ung thư CTC tại Việt Nam chiếm 13,6 trên 100.000 phụ nữ. Con số này đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Cần Thơ. Nếu như mà ung thư cổ tử cung được phát hiện ở giai đoạn muộn thì việc điều trị nó rất khó khăn và kết quả điều trị rất thấp, tỷ lệ tử vong sẽ cao. Còn ngược lại, nếu ung thư cổ tử cung được phát hiện ở giai đoạn sớm thì hầu như các trường hợp ung thư cổ tử cung sẽ được điều trị khỏi hoàn toàn. Ngày nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào nói về nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố được xem là nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc bệnh hiện nay như nhiễm virus HPV, hít khói thuốc lá, v.v. Với sự tiến bộ của y học hiện nay thì cái xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung nó có cái bước tiến bộ hơn, đó là cái test nhúng dịch mà tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ của chúng tôi cũng như là một số bệnh viện phụ sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện, đó là cái xét nghiệm thêm red blood test. Trước tình hình diễn biến bệnh phức tạp như hiện nay, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ cần giữ sức khỏe tốt, chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, cũng như cần thăm khám sức khỏe định kỳ, tránh những trường hợp nặng phải cắt cổ tử cung bán phần hoặc toàn bộ tử cung. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin chính thức về vụ học viên cai nghiện trốn trại ở Đồng Nai. Công an tỉnh Lâm Đồng bắt nóng hai đối tượng buôn bán cần sa qua mạng Internet. Trăn trở trước tình trạng học sinh bỏ học tại vùng đồng bào dân tộc ở Quảng Trị.